Chuyện nhân quả lạ kỳ của Đại tướng Tổng thống Mỹ Eisenhower. Danh tướng Mỹ Dwight Eisenhower là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34, trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, ông tham chiến với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công vào nước Pháp và Đức năm 1944-1945. Câu chuyện có thật liên quan tới vị danh tướng Mỹ Dwight Eisenhower. Ông sinh ngày 14 tháng 10 năm 1890 ở Denison, Texas. Ông lớn lên ở Abilene, bang Kansas. Ông là người con thứ ba trong gia đình nghèo có 7 người con trai. Eisenhower tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ vào năm 1915 với quân hàm thiếu úy. Thế chiến y kết thúc trước khi kế hoạch điều động ông đến châu Âu diễn ra. Điều này khiến vị sĩ quan trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho đất nước hụt hẫng. Sau đó, ông được cử đi học trường sĩ quan chỉ huy tại trại Fort Leavenworth, Kansas. Sau khi tốt nghiệp, Eisenhower được bổ nhiệm làm phụ tá cho tướng John G. Pershing, chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu trong Thế chiến Y. Sau đó, ông được điều động làm sĩ quan điều hành giúp việc cho tướng George V. Moseley, trợ lý bộ trưởng chiến tranh, từ năm 1929 đến tháng 2 năm 1933. Năm 1935, Eisenhower được chỉ định làm phụ tá cho tướng Douglas MacArthur, lúc đó là tham mưu trưởng quân đội Mỹ đến Philippines giúp nước này tổ chức và xây dựng quân đội. Tướng Eisenhower, giữa nói chuyện với các binh sĩ trước cuộc đổ bộ lịch sử lên Normandy, Pháp tháng 6 năm 1944. Ông là một vị tướng 5 sao trong lục quân Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến 1961. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, ông tham chiến với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh tại châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công vào nước Pháp và Đức năm 1944-1945 từ mặt trận phía Tây. Vào thời đó, một hôm tướng Eisenhower cùng với đoàn tùy tùng của ông vội vã lái xe về tổng hành dinh quân đội ở Pháp để tham dự một cuộc họp khẩn cấp. Lúc đó trời đang mùa đông lạnh buốt lại thêm mưa tuyết rơi phủ đầy khắp nơi. Xe đang chạy thì ông bất ngờ để ý nhìn thấy có hai vợ chồng già người Pháp ngồi ở bên lề đường đang run rẩy vì cái lạnh giá buốt. Ông lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng ngừng lại và muốn phái một thông dịch viên tiếng Pháp tới hỏi thăm cặp vợ chồng này. Một viên sĩ quan tham mưu nhắc nhở ông là nên để cho nhân viên công lực tại địa phương lo chuyện này, phái đoàn phải đi nhanh lên vì sợ trễ cuộc họp. Ông nói nếu đợi cảnh sát địa phương tới thì sợ là quá muộn và hai người này sẽ chết cóng vì giá lạnh. Ông là một vị tướng 5 sao trong lục quân Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến 1961. Sau khi hỏi thăm, tướng Eisenhower biết được là họ đang muốn tới Paris để gặp con trai nhưng xe của họ bị chết máy giữa đường. Ông bảo hai vợ chồng già mau lên xe của ông. Tướng Dwight Eisenhower không hề quan tâm đến chức phận của mình và không hề tỏ thái độ gì trước hai kẻ đang gặp nạn này. Ông chỉ theo bản tính lương thiện vốn sẵn có của mình là luôn luôn muốn giúp đỡ người hoạn nạn mà thôi. Vì vậy, tướng Dwight Eisenhower liền ra lệnh thay đổi lộ trình, đưa cặp vợ chồng tới Paris trước, rồi ông và đoàn tùy tùng mới lái xe tới tổng hành dinh để dự cuộc họp. Không ngờ chính sự chuyển hướng đi thình lình, ngoài kế hoạch này đã cứu mạng vị tướng lừng danh. Quân quốc xã có tin tình báo nên biết chính xác hành trình của tướng Dwight Eisenhower và đã bố trí sẵn các tay súng bắn tỉa nấp rình tại các ngã tư. Nếu ông tới thì sẽ bị hạ sát ngay chỗ đó. Nhưng hóa ra chỉ nhờ vào cái tâm lương thiện, cái lòng từ bi đã giúp tướng Dwight Eisenhower đổi lộ trình và tránh thoát cuộc mưu sát này. Quả là tự cứu mình bằng cách giúp người khác. Tôi luôn tin vào nhân quả. Còn bạn? Ha ha ha, 问什么的说